nhận đi rồi. Cái thằng cháu á, thằng cháu tôi nên thôi thôi con né xe nó đụng con rồi sao, phải cho con ngồi đây chứ. Nè bà nội, cái gì không biết nhận không? Đúng rồi. Trời sao bông cục thì thơm lắm nè, trời đất mày. Thơm phức luôn á. Bà nội mà ta tắm xà bông này ha là bảo đảm. Bà mà đi chơi hay là chai nó bu rồi đó. Thưa cô chú anh chị, Phong bữa nay đem quà qua cho bà ngoại nha, bà nội. Thì trong đây có là dầu, có xà bông cục nè, dầu nè, với khăn rằn. Dạ để cho bà nội nha, bà nội gặp bà nội ở ngoài đường luôn đây. Đó, bà nội giang hồ, bà nội bữa nay mặc cái quần đẹp quá. Con chào nội. Không phải bữa nay con cho quà nè. Không quà cặt. Nè bữa nay thấy cái khăn rằn không? Bà nội, thôi mà để con trao quà mà đừng có không giữ cho con. Nè có cái khăn rằn nè. Nè. Đó. Đúng rồi đó, bà nội mà đeo cái này vô rồi giống như nữ. Bà nội. Nè. Nè bà nội có kêu mua xà bông cục nữa nè. Nè thấy xà bông cục không? Có chai dầu nữa nè. Lấy không? Cái chị, cái thằng cháu á, nó Tony Nguyễn nó cho ngoài Hà Nội đó. Nè. Nè có ba món luôn nè. Dầu nè, xà bông cục nè, khăn nữa nè. Cái khăn bà nội thích, cái khăn bà nội thích đó. Đó thấy không? Đúng đó. Bà Phong ngồi ở đây thấy cụ cũng hơi lo nha. Có cái ly nước trà bá luôn nè. Không sao, có cái khăn để lau rồi. Nè nội, nhận đi nội. Cái thằng cháu á, thằng cháu tôi nên thôi thôi con né xe nó đụng con rồi sao, phải cho con ngồi đây chứ. Nè bà nội, cái gì không biết nhận không? Đúng rồi. Trời sao bông cục thì thơm lắm nè, trời đất mày. Thơm phức luôn á. Bà nội mà ta tắm xà bông này ha là bảo đảm. Bà mà đi chơi hay là chai nó bu rồi đó. Ờ đúng rồi đó. Trời ơi con đè xà bông nó thơm nè, con thử nè. Trời ơi nó thơm. Thơm dữ luôn á. Nè có chai dầu nữa nè, bà nội sức thử chai dầu không. Nè nè nè, để con mở ra cho bà nội coi luôn nè. Đó nè 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 nói. Chai dầu tốt luôn đó. Dầu bởi vậy người ta thương mình mà. Nè có con ruồi này mày á, mày đậu vô cái mặt bà già đẹp gái hà, gỡ cục gèn á con nội. Trời ơi tất nè, bà nội nhận giùm con đây cho con vui coi. Cái em Tony Nguyễn á, thằng cháu Tony Nguyễn nó cho đó. Nhận không? Không nhận con lấy con sức á. Mày sức kệ mẹ mày đi. Vỗ mẹ. Kìa, lấy miếng giấy chùi. Để con lấy cho. Trời ơi là trời, bà không cho em lấy. Ồ, lấy chùi ghen. Trời đất. Bà nhớ bà chùi ghen nha, chứ bà không có được chùi chỗ khác nha. Trời ơi. Nè bà nội qua đây lấy cái này đi, về tắm nó thơm dữ lắm. Nội qua đây ngồi lấy coi. Trời ơi con có chọc tự giờ cái hát là con cho quà ngoại, chứ con có chọc nào đâu. Trời ơi chọc hồi nào.
Ở nè bà nội nhận giùm con để cho con vui coi. Không. Trời đất ơi, cho quà mà cũng phải năn nỉ nữa. Cái nữ nữ giải phóng quân này. Đồ bữa nay mặc đồ đẹp chứ nè nội. Cho lấy đi. Người ta kết hôn. Cái gì? Uống không? Uống không? Lấy uống. Uống không? Lấy uống. Trời đất mẹ ơi. Bà để em túi xe nha. Quay bản hồi là sắp mất xe đó. Đó, đi về cái đại bản danh rồi đó. Dạ, má củi. Củi với búa nhiều quá trời cô chú anh chị ơi. Quá trời rồi. Ngay ở chỗ cửa có cái búa luôn. Chà. Không êm mà nha. Rồi bà dẫn chiếc xe nữa nè. Đó, bà dẫn chiếc xe luôn nè. À, đồ nghề của bà có nhiều quá đó. Trời ơi. Trời ơi, dữ vậy bà nội. Chà 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 chà. Chà chà chà. Nó cầm tới cái. Thôi bây giờ nè, con không có vô, con không có quậy gì nữa hết trơn á. Đi vô. Rồi, mà nó mới ghê vậy ta. Trời ơi, cái búa, thôi thôi. Bà nội bỏ cái búa xuống đi bà nội. Bây giờ con đưa con đi về liền nè. Nè, lấy giùm con đi. Đưa đi về liền. Thương nội chứ không có ai phá nội đâu. Nội, nè lấy đi, ra lấy cái đi rồi con về. Nè. Thò tay lấy cái đi rồi con về. Nè, cái khăn để mình lau nè. Cục xà bông để tắm cho nó thơm nè. Tắm không? Lấy cục xà bông rồi tắm. Nói. Xà bông Mỹ đó. Đông Quanh. Con có chọc cái gì đâu mà chọc. Trời ơi trời, mấy đúng là mấy đại ca chuột chứ trời. Làm gì mà nó vô nó ỉa nhà nội quá trời vậy nội. À, mà mỗi lần con thấy vậy có con dọn có mà nói con chọc bà. Ai đâu mà chọc nội đâu. Nhận ở đây con về nè. Đứng vào đây nóng quá trời ngoại nội ơi. Nội. Nè nhận có món quà của cái thằng cháu Tony Nguyễn á. Nó gửi cho nội nè. Nó kêu bà nội nữa đó. Bà cố nội. Đang ở ngoài mát cũng chết tự nhiên chui vô nhà chứ vậy hả? Mấy ngày này là mình muốn sản luôn rồi đó. Thôi đi ra ngoài đi nội. Nội. Đi ra ngoài đi cho mát đi. Ở trong nhà chịu sao nổi. Nhận không? Con đưa cục xà bông vô nè cho nội nhận. Cái khăn này bà nội kêu Trân mua hoài đó. Giờ có khăn rằn nữa nè. Nói. Nè coi con nói nè. Cái khăn này bà nội kêu con mua hoài nè nhớ không? Khăn đẹp luôn đó. Ủa khăn đẹp chứ sợ luôn nè. Bây giờ bà nội nhận đi. Con cầm người hổ nó rớt làm sao? Nói. Thật sự luôn chắc trong đầu của ngoại đó, ở trong đầu của nội á, thì cái gương mặt của Phong có lẽ là giống một trong những người mà bà nội đang thù hận. Nên hả gặp Phong là chữ la mắng và không bao giờ mà thân với nội được. Bây giờ con hỏi thiệt nội nè. Là hồi đó đó ghệ của bà nội hay là người yêu của bà nội á, có ai có gương mặt giống con không? Có râu giống con không? Hả? Có ai mà đẹp trai giống con không? Nói. Hồi đó có hàng nào của nó đẹp trai mà nó dê bà nội rồi nó dụ bà nội không?
hả? Có hàng nào đẹp trai giống con mà nó dụ bà nội không? Bà nội ghét con dữ thần vậy. Giải thích nghe coi. Trời đất ơi, nay cho quà mà không nhận mà chữ nữa nè, bó tay bà không. Trời. À nè, ra ăn bánh giò nữa nè. Bà nội ơi, cho dầu với cho cục xà bông nữa nè, chứ giờ cho nhiều cũng không được. Cho xà bông với dầu kìa, lấy đi, lấy giùm con mà lấy giùm bà hả? Trời ơi, lấy giùm con. Không không không, không cho. Bây giờ phải cho bà lấy mới được, ghét vậy đó. Để em đang quay bà qua chút xíu em gọi chị. Dạ dạ. Bà phải ra tự ra lấy hè, chứ không có cho nhận người nhận. Cha lấy đi, con nhận giùm cha. Cha lấy đi. Ừ, mở cửa ra đi. Bữa nay sạch sẽ hơn. Ừ, có chai dầu tốt luôn đó. Bữa nay có xà bông rồi kìa. Nè, có cái này nữa nè. Rồi rồi bà dụ rồi, nhớ không có đưa liền cho bà nha. Ông kêu bà mở cửa đi. Ra đi, mở cửa đi, đặng lấy, đặng con đưa mới được. Nè cậu. Đây nè, không có, đi ra đây nè. Đó, đây em đứng đây coi. Nè, mở cửa ra đi, giờ lấy nè. Đúng rồi, đúng rồi. Mở cửa ra lấy nè, chứ sao mà đưa cậu được. Đó, đó. Định cho cậu cho không có. Trời ơi, không, không, con về rồi, con về nè. Nè, nè, cụ nè, chai dầu nè, cục xà bông ô lại, trụ này tắm là đi ra đi, mở cửa ra đi. Mở lấy chiếc xe, mở cửa bước ra đây lấy nè. Lấy đi cậu. Lấy xà bông tắm chứ lấy có đi. Đâu mà con sợ. Con gái đẹp. Lấy đi. Cho cụ đó, cụ lấy đi. Sao hả? Ờ, cho cụ đó, cụ lấy đi. Nè, nè, cái dầu nè, cầm xích dầu đi. Kìa xà bông kìa, quá tắm cho thơm, bạn nó có ghệ. Căng. Rồi. Ờ, lấy đó cho cụ đó, cụ lấy đi. Cảm ơn mình nha. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Cảm ơn em gái. Trời ơi, cho đồ còn năn nỉ nữa. Cô gái à. Dạ, dạ, ăn bánh giò. Đó, 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 mà. Lấy cái thằng bánh cổ đi. Làm cô gái gì giải phóng quân gần gần món cổ. Làm mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ Việt Nam anh hùng quấn khăn rằn á cực. Dặn bất kinh. Cậu đi ăn bánh giò nữa ha. Ăn nữa không? Ăn, có không, cháu nội lại cha thì kìa đừng lo. Để ra ăn lên con. Ăn cái nữa ha. Ừ. Công chúa ngồi trong nhà. Ủa công chúa nữa. Trời ơi, trời. Thôi nghe, đừng, không có. Đi rồi, đừng chọi chúng cháu nữa. Cháu đang ở bà nội nè. Thì em lâu quá, anh đi trước. Chúng cháu hại con. Cháu cóc bà. Trời ơi. Mà bà cầm cái búa luôn mà trời. Ôi, sao cầm búa? Cầm búa công an bắt đó. Còn bắt Mỹ chứ bộ. Ngăn lại đi. Kìa cầm nó xuống kìa, cầm búa nó bắt đó. Tẩy cái dầu lại để nó đi mùi hết. Chút chút. Ừ, xích đi, đó thấy chưa. Cậu đi da lên là thơm phức luôn. Kêu, chị kêu cảm ơn Tony Nguyễn. Cảm ơn Tony Nguyễn đi. Cảm ơn cặp. Trời ơi, bậy. Đi da bánh dài. Cảm ơn Tony Nguyễn đi nha. Là chai dầu đó đó, cho đó. Tony Nguyễn cho bà cụ chai dầu, khăn với xà bông. Xà bông đó, xà bông của Mỹ đó. Anh phải để cái bộ xà bông của Mỹ đó tắm đi cũng cho thơm nha. Giờ đi ra đang bánh giò, đi ra đây cho bà ly trà đá luôn, uống trà sữa đi, tặng cho ly trà đá luôn, tặng rồi sữa. Ăn không dịch hả? Trời ơi, lắm cái bụng yếu quá, ăn có sao không? Không, trời ơi, lấy tiền đâu đi à? Đâu tiền? 10.000 không phải tiền việc. Ừ. Thôi, đừng để ăn một đó. Mình lại để bà. Bà nội cảm ơn Tony không Nguyễn. Không cần cặt vậy mà. Trời ơi, người ta cho quà mình mà. Không phải, không cặt. Nói tầm bậy, nói tầm bậy công an bắt đó. Bắt thằng cặt. Không bà. Không hành được. Cụ nói bậy mà mới không cho ăn. Đừng có bậy à. Đừng nói bậy nữa. Đúng rồi. Nha. Giờ ra mới dầm. Dạ. Đi ra đây ra chiếc cửa ngồi đi cho mới dầm. Đi tránh cho. Đừng quay, đừng quay.
Có cái nắp màu vàng đó bà nội, cái nắp màu vàng đó mình đẩy lại cho nó đừng có bay hơi đó nội. Đâu rồi cái nắp màu vàng đâu bà nội? Mới nãy hình như có cái nắp á. Mà bà nội chắc bảo đảm bà nội thích dầu lắm nè. Đúng rồi. Sức nó khỏe người liền ha. Bên cạnh. Sức cái là tươi lại liền luôn á. Ờ đúng rồi. Nó ăn trong nữa à. Nó quay rồi, nó quay rồi. Bé mì nó thương nội mà. Bé mì rồi. Bà hết thương con rồi. Hả? Dưới đây. Bé mì nó cũng vua nhây với bà nội luôn nè, mà dễ thương lắm. Mua muốn giờ ăn cái này để nói luôn đi đi đâu rồi để xin cho hả để ba để đi xin cho bà nội có thương mấy mì không hả bà nội ơi bà nội thương mấy mì không rồi. Ừ, dạ, mở cửa ra, mở cửa ra lấy bánh giò. Ra lấy bánh giò nè. Con mà lên tiếng cái bà chữ lên tiếng bà chữ. Lại sao rồi mà nội? Trời ơi, người ta lo mình đủ thứ trơn mà. Ừ, đi ra mở cửa. Mở cửa bánh giò. Ngồi trong đó ăn sao được. Bánh giò người ta thơm, ngồi trong đó có thúi bánh giò luôn á. Phải cho ra nha cô. Nè nè, ra bưng mới được. Dụ bà ra đi, dụ bà ra. Mở cửa đi, ra lấy nha. Ủa, đi ra con đi chỗ khác cho bà cụ mở cửa. Ừ, mì bà, bữa nay bà con không có thương con ơi. Có ngoài nói bà được. Mở cửa ra lấy bánh giò. Giật chiếc xe qua bên. Ừ, đúng rồi. Rồi, có người quá, có mà. Người trị bà nội. Bà nội thương. Là nói bà cụ được. Ai cũng thương hết trơn á, mà sao mà bà không thương em mới ngộ nữa nè. Ai bắt cũng chữ cho nó, có đây là không có chữ nè. Ngồi kêu ngồi xuống ăn đi. Ngồi xuống ăn đi. Không chụp hình quay à? Không có, ngồi xuống hình quay à. Bị biết không có chụp hình. Trời cụ đẹp mới được chụp hình, cụ thấy con không, chú mắt có ai chụp con đâu. Con sống chết ai chụp con đâu. Quay. Thôi, thôi. Cháu ngoại con. Không có. Không có. Ngồi xuống đi, ngồi xuống ăn đi. Trốn gì mà trốn, ngồi xuống bực thềm đi, lấy cái ghế. Phong không nói chuyện luôn. Rồi bà vậy đó, bà cầm củi kìa, cô chú anh chị. Mới trẻ củi, mới đi vô đó. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Cây đít ngồi, cây đít ngồi thì được. Mày chơi quá quậy. Cây đít ngồi. Cụ hung dữ quá, không ai thương không? Con kệ lắm. Nè, bánh cho ăn đi, cho no đi, rồi uống nước đá ha, uống trà đá ha. Bà nội ăn đi, bà nội ăn đi. Con đưa cụ rồi kìa, trên giường kìa. Ăn đi. Con nước rồi. Ừ, biết chút qua rồi. Không có chụp nữa. Chụp qua nữa, quên. Không có. Ăn cho no bụng đi. Ăn liền đi chứ hồi chuột ăn đó. Ăn đi cụ. Bà không ăn lợn hồi chuột nó ăn đó. Con nói thiệt luôn á, bánh nó ngon lắm á. Bây giờ là bà ăn được mấy cái rồi chị? 2 cái. Không, mà em kêu bằng chị hay gì đấy? Năm nay chị 54. 54. Vậy không, kêu bằng chị đi cho nó trẻ ha. Chị với con thì khắc. Cứ với cụ thì sinh con phải rồi. Đâu có. Đâu. Bà vừa phải thôi nha bà nội. Con tự giờ con đứng im ru con nói chuyện với chị không à, mà nội cũng hơn dữ. Con đâu nói với cậu đâu, cậu liền. Bởi ăn đi. Cậu dặn liền đi, ăn đi. Trời ơi nóng, không không. Đi. Ăn đi đặng làng lẹt con bán hơi cho hết đây. Đi à.
thôi chắc Phong cũng để cho bà nội bác ăn. Cũng Phong cũng nhờ thay cho bà nội á, cảm ơn Tony Nguyễn, cảm ơn chị là người mẹ của Tony Nguyễn đã cùng em để mà hỗ trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn. Và em đã trao những cái phần quà của chị, nón nè, dầu nè, còn xà bông cục nữa, thì Phong cũng đem từ từ, chứ Phong không đem hết. Ở chỗ bà cũng để khi nào mà hết á, cái Phong sẽ đem thêm cho nội. Bà nội chắc bà cũng thích cái dạ cái xà bông này lắm. Trời ơi, con đứng ngoài đây nắng quá, con lỡ con đi vô chút xíu con né nắng mà cũng hăm dọ con nữa. Gì đâu mà già mà không giữ giữ thần. Cục nhỏ nhỏ thì con đứng được, còn nhỏ bự bự, bự bự quá là con chạy. Làm vậy đó chứ. Mỗi lần mà cùi cái cháu này là bị quá quậy trời. Dạ hả? Mấy cái à chị? Một cái. Trời ơi, bà ăn đâu chục cái mà bà này bà gian. Bà ăn mấy cái à chị? Hai phải không? Rồi em gửi 20.000 nè. Ủa ăn có người trả tiền mà chữ là chữ hà. Gì đâu mà thiếu nữ quên khung cửa nè, không giữ quá hà. Nè em gửi tiền chưa? 2 cái ha. Ăn 2 cái thì con trả tiền 2 cái mắc mớ gì mà phải nói 10 cái. Con tốn tiền mà nội mới chịu hả? Phong hả, nói trả tiền 2 cái mà nói 10 cái mới ghê chứ. Còn bữa hả, đừng có bán cho ông Phong nữa, ghê gớm thì. Rồi Phong ngồi xuống, cái bà đứng dậy coi kìa. Cái gì bà nói hả? Lấy cái ca vô nội ơi. Nội lấy cái ca vô nè, nè lấy cái ca vô. Lấy cái ca vô đi rồi hả, đóng cửa. Nè cái này uống nó mới giải nhiệt nè. Lấy đi rồi con về. Lấy đi về. Con để cho nội ăn. Ăn đi cho nó khỏe, có sức nữa mà bà cháu mình chiến tiếp. Nè lên. Nội, nè lấy cái đi. Giờ này phải có mấy cái này uống mới nổi. Thôi chị đưa giùm em luôn đi. Thôi chị đưa giùm em. Ừ là trời làm giá giùm Phong chứ trời. Sợ bà già này luôn. Trời ơi bà già lũ đạn. Công nhận đúng là bà già lũ đạn chứ. Thôi con về nha bà nội. Con về. Dạ ha. Mến chúc tất cả cô chú anh chị một ngày mới vui vẻ. Hay bà nội qua tính tình vậy đó, chứ thật sự là bà nội là đáng thương lắm, sống một mình à. Phong sẽ cố gắng giúp khi hết khi nào có thể thôi. Cảm ơn cháu Tony Nguyễn. Trời ơi thôi không kịp nói rồi, thôi Phong về bó tay rồi, giờ kiếm đồ chơi nha. Tắt chưa ừ. Rồi thôi con về, bye bye nè. Nói chúc tất cả chú anh chị một ngày mới vui vẻ. Sẵn em gửi bữa thiếu 40 bữa. Mua mở hàng một đống rồi. Trời ơi, cảm ơn chị nhiều lắm. Đó, thấy không? Con tốn tiền với nội nhiều dữ lắm á, mà bà nội không thương. Ủa chai dầu rồi, bà nội kiếm chai dầu hả? Chai dầu sao đít bà nội kìa. Nhóng cái đít lên. Nhóng cái đít lên có chai dầu. Nhớ là sức nha, mấy cái đó mà đang mà cảm hay nhức đầu rồi nó sức vô là khỏe lắm á. Mẹ ơi trời ơi là trời. Bữa nào là con xử cái đó luôn đó. Quá trời rồi.